Theo kế hoạch, tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 tới đây, lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam sẽ tham gia biểu diễn với các biên đội bay của máy bay trực thăng và máy bay tiêm kích Su-30 MK2 ở độ cao thấp trên bầu trời thủ đô Hà Nội. Để chuẩn bị tốt cho phần biểu diễn này, thời gian vừa qua, các đơn vị được giao nhiệm vụ của Sư đoàn Không quân 371 đã tích cực tập luyện, giữ vững đội hình riêng lẻ và hợp luyện thuần thục với kỳ vọng là mang đến màn biểu diễn ấn tượng chào mừng triển lãm lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Theo kịch bản, biên đội Hổ Mang Chúa Su-30 MK2 sẽ thực hiện bài bay ở độ cao thấp. Trung đoàn 927 đã lựa chọn những phi công có kinh nghiệm dày dạn, tiếp tục bồi dưỡng lý thuyết mặt đất, huấn luyện các bài bay biên đội sát với yêu cầu nhiệm vụ. Đối với bay biên đội 6 chiếc, thì việc giữ cự ly giữa các máy bay đòi hỏi sự hiệp đồng chặt chẽ của các phi công. Khi bay ở độ cao thấp, nó sẽ có nhiễu động về không khí, do nên tính ổn định của máy bay nó sẽ kém đi, máy bay sẽ dễ bị rung lắc. Do vậy thì chúng tôi đã tính toán và chúng tôi đã sẵn sàng cái tư thế trước. Nên là trong giai đoạn này khi bay vào lộ trình, chúng tôi phải điều khiển máy bay cực kỳ chắc chắn và cực kỳ là mềm mại, vừa chắc chắn vừa mềm mại vừa uyển chuyển, và điều khiển giữa các nhịp độ, khoảng cách, cự ly và độ trên cao giữa các máy bay đều phải chính xác. Điểm nhấn trong màn biểu diễn của máy bay Su-30 MK2 đó chính là màn nhả đạn nhiễu đồng loạt. Để có những hình ảnh ngoạn mục này, các phi công phải tính toán thời gian chuẩn xác đến từng giây, đồng thời thực hiện các thao tác ở buồng trước và buồng sau, tạo ra hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt nhất. Cùng với màn nhả đạn của Su-30 MK2, biên đội máy bay trực thăng dòng Mi cũng mang theo những lá cờ đỏ sao vàng. Tức là cái từ khâu gấp cờ mình phải kiểm tra làm sao để cho cái dây nó thẳng, không được để nó xoắn. Nếu nó xoắn ra thì là cái công tác thu thả cái cờ nó sẽ rất là khó khăn, bởi vì là trên treo ấy có một cái quả đối trọng nó rất là nặng, nó hơn 100 cân cơ, để đảm bảo cho cái dây được nó thẳng đấy. Thì người ta đã thiết kế cái quả ấy mà không kiểm tra cái dây mà để nó xoắn ấy, thì nên cái cờ nó bị xoắn nên không thả ra được. Trước khi bay hợp luyện với đội hình máy bay dòng Su, biên đội máy bay trực thăng của Trung đoàn 976 tập biên đội bay 2 chiếc, 4 chiếc xếp thành hình thoi. Sau khi tập luyện chuẩn khoảng cách, trực thăng mới cất cánh, nâng dần độ cao và bay đội hình thống nhất, chuẩn xác với đội hình máy bay tiêm kích của Trung đoàn 927. Các cái bộ phận chuẩn bị rất chu đáo, từ công tác tổ chức chỉ huy cho đến phi công, các lực lượng bảo đảm như kỹ thuật hàng không thì đã chuẩn bị tốt để cho cái màn bay chào mừng triển lãm quốc phòng quốc tế tại Việt Nam nó được vừa là trang trọng, vừa thể hiện được cái sức mạnh của quân chủng phòng không quân. Khác với những lần cất cánh tuần tra bảo vệ bầu trời tổ quốc, lần này những cánh bay giữa trời Hà Nội sẽ mang theo niềm tự hào về sức mạnh và trình độ của không quân Việt Nam trong khoang lái, để tạo ra những màn trình diễn ấn tượng đối với bạn bè quốc tế và người dân thủ đô. Càng tự hào hơn khi cả nước đang chuẩn bị bước vào dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không.